Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt cái thông báo rác nó liên tục nổi ở cái thanh trạng thái này của chúng ta nhé. Nó làm chúng ta khó chịu. Điện thoại của mình cũng là một cái ví dụ, và mình sẽ kéo cái thanh trạng thái này xuống cho các bạn coi nhé. Đó, các bạn để ý liên tục những cái thông báo này từ cái ứng dụng là Chrome này và từ cái trang là dotwinu3.com này. Đấy, một loạt các bạn để ý nhé, một loạt cái thông báo từ cái trang này nó nổi lên liên tục, nổi và kêu làm chúng ta khó chịu nhé. Và ở đây thì các bạn cũng để ý là cái tiêu đề của những cái thông báo này nó cũng khá chi là hấp dẫn này. Mỗi tháng kiếm 80 triệu này, rồi là kiếm 30 đến 500 đô mỗi ngày này. Rồi các bạn để ý ở đây nó là một cái thông báo này, đây thông báo từ một cái số điện thoại này. Rồi là cái hình, các bạn để ý là cái hình ở bên đây nhá, là một cái hình khá là khiêm nhã, nhiều bạn tò mò và kích vào nhá. Ở đây bên đây là một cái hình, chính xác là cái hình khêu gợi nhá, khiến chúng ta tò mò và kích vào để coi. Đây toàn là những cái tin nhắn rác, và những cái tin nhắn này thậm chí là những cái thông báo lừa đảo nhá. Các bạn để ý là liên tục những cái thông báo rác này nó gửi về này. Ở đây có một cái thông báo là vui lòng xác nhận này, bạn đã có một phần thưởng này. Ở đây có rất nhiều những cái thông báo này, thì tốt nhất là các bạn đừng có kích vào những cái thông báo này nhá, mà các bạn hãy tắt đi bằng cách là các bạn để ý là ở phía cái góc này, các bạn để ý nó có cái mũi tên này nhá. Ở mỗi một cái thông báo nó có cái một mũi tên này, các bạn kích vào mũi tên cho mình, sau đó là các bạn sẽ chọn và cài đặt cho mình nhá. Đó thì nó nổi lên đây, các bạn để ý đa nhiệm này, mình bật đa nhiệm lên thì nó nổi lên một cái cài đặt trang web này. Các bạn để ý cài đặt trang web này nhá. Bạn hãy chọn cho mình vào cái mục là quyền này, để ý chỗ quyền nhá, thông báo này, mình sẽ chọn vào thông báo này. Đây cái trang dotwinu3.com này, thì các bạn sẽ tắt cho mình cái thông báo này đi nhá. Cái thông báo này các bạn sẽ tắt cho mình cái nút này đi. Đó. Đó, nó báo là thông báo từ thể loại này bị chặn. Đó. Các bạn để ý là những cái thông báo từ cái trang dotwinu3 đấy đã không còn hiển thị nữa rồi này. Đấy, các bạn để ý chưa? Đó. Ý là nó không còn hiển thị ở trên cái mục thông báo này nữa rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách có thể tắt được cái thông báo rác. Thông báo khá là khó chịu, những cái thông báo mà nói chung là mình nghĩ là nó là những thông báo lừa đảo nhá. Và nội dung của nó khá chi là gây thu hút, ví dụ là kiếm được nhiều tiền này, hoặc là những cái hình ảnh nóng bỏng khiếm nhã làm chúng ta tò mò và kích vào những cái trang đó nhá. Thì mà chúng ta kích vào những trang đó thì thường là sẽ rất dễ là bị lừa. Và ok thì mình sẽ dừng cái video này tại đây nhá. Thì nếu các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.